Chào mọi người nhé, hôm nay mình thay cái sàng mình gửi test máy ép cắm điện F150 gửi cho một anh ở trong cho anh Bình ở Đồng Nai. Giờ anh yêu cầu là tháo cái sàng 4 ly và thay sàng 3 ly và test thử cho anh xem, thì mình cũng thay thế và sẽ test thử và cho mọi người xem luôn nhé. Đây là đơn hàng đi cho anh Bình này. Ở địa chỉ 6501 ấp Hưng Hiệp, xã Hưng Lộc, Thống Nhất, Đồng Nai. Số điện thoại đây. Đấy. Đây là cái sàng 3 ly. Đây là cái sàng 4 ly này. Sàng 4 ly lỗ nó to. Sàng 3 ly này, lỗ rất nhỏ, nhỏ hơn. Đây mọi người thử lấy cái này nó để xỏ qua nhé. Còn cái tô vít này sẽ không xỏ qua được cái này này. Đấy, cái này để xỏ tít là thụt lù luôn. Rồi, cái này thì không qua được. Đây là mình đang lắp vào này. Lắp kia đây. Đấy, mọi người đóng cái sàng này ra nhé. Đóng thì lấy cái búa, lấy cái tô vít đóng ngược từ dưới lên. Và cho cái lông đen vào, cho một cái cá giữ gờ vào. Đúng rồi, để như thế đấy. Rồi vặn ốc ép nó phát xuống. Nó đứng hẳn lên thế nào? Đứng hẳn lên nó đóng rồi. Đây, em đang lắp cái quả lô vào và cái chân này vào là ok. Lắp bốn con ốc lại. Test thử luôn nhé. Cao thấp là mình chỉnh ở cái đi này thôi rồi nhá. Cái viên cắm dài ngắn là mình chỉnh ở cái lưỡi gà này nhá. Ui nóng quá. Rất là nhanh. Mình test thử nhá, cho anh ấy ông gửi đi cho anh ấy này. Đấy, da rất là đẹp.
ngắn lại mọi người chỉnh cái lưỡi gà cái nhá. Có cái lưỡi gà đây mọi người nâng lên giúp mình một tí. À, nó ngắn lại nó rất là đẹp. Viên nó ngắn ngắn tầm này thôi này. Ra rất là đẹp. Lửa viên này. Nó ra rất là nhanh. Đổ thịt hết luôn này. Cái ngắn cái dài là mình chỉnh được. Đó. À, mình chỉnh cái tô vít chỉnh cái này nó lên tí thì cái thanh này nó ngắn lại này. Thì là cái cám nó ra nó đẹp này. Viên cám rất là mịn nha mọi người nhá. Đây. Ok. À, mình chỉnh cái tô vít chỉnh cái này nó lên tí thì cái thanh này nó ngắn lại này. Thì là cái cám nó ra nó đẹp này. Viên cám rất là mịn nha mọi người nhá. Đây. Okay.